Đình Khoa quan niệm rằng cuộc đời là những tiếng hát mà mỗi người sẽ tự hát lên theo những cách khác nhau của mình. Có tiếng hát cao vút trong veo, có tiếng trầm đục, và con người ta cũng vậy. Lựa chọn sống như thế nào thuộc về mỗi chúng ta nhìn nhận và cùng chạm tay vào nó. Và vừa rồi thì Đình Khoa nghe được cái bài giảng của sư cô Tâm Tâm về việc độc thân dưới góc nhìn tâm linh cũng là một phước báu, thì thấy thực sự là có nhiều điều đáng suy nghĩ để cùng chia sẻ. Trong cái hiện tiền kiếp này, nếu như mà những ai độc thân mà có cái sự hiểu biết thì sẽ nhận ra đó là một phước báu, còn những ai mà không có cái sự hiểu biết thì đó là sự mặc cảm, tự ti kéo dài. Và đặc biệt là với những người nam hoặc người nữ mà chia tay bạn đời từ lúc còn trẻ, nếu như sau này đến khi lớn tuổi hơn mà vẫn chưa gặp được ai đó phù hợp với mình thì đó cũng là một phước báu trong đời sống tâm linh. Sở dĩ ở hiện tại con người ta khó sống và cảm thấy bí bách, cảm thấy ngột ngạt vì áp lực của miệng lưỡi thế gian. Rõ ràng rồi, chúng ta tự đi bước chân của mình, tự thở hơi thở của mình, không ai sống hộ được đời sống của ai khác. Thực sự, kể cả người thân, người thương của mình cũng không thể sống hộ đời sống của mình được. Nên mỗi chúng ta hãy lựa chọn tự sống cuộc sống của mình thật bình an, thật hạnh phúc. Vì cuối cùng đích đến của mỗi người trong cuộc đời này là sống thật bình an, thật hạnh phúc và sống cho có ý nghĩa. Và Khoa cũng đã từng quan niệm và từng chia sẻ mọi người rằng khi một người sống bình an, hạnh phúc, đó là sự đóng góp to lớn nhất cho xã hội này. Mà không cần phải là đóng góp về tiền bạc hay là công chức hay là cái gì đó thật đau to búa lớn đâu. Vì khi họ sống bình an, hạnh phúc là họ không có làm khổ ai nữa. Họ không làm khổ người thân, không làm khổ những người xung quanh và không làm khổ xã hội. Và khi một người không làm khổ xã hội thì rõ ràng xã hội đó tốt đẹp lên. Một gia đình 4 người không ai làm khổ ai, một cái xóm làng cả 100, 1000 người không ai làm khổ ai, một cái phố nọ, một cái tỉnh nọ mà cứ thế thì mọi thứ rất là bình an và rất là đẹp và chỉ có tình yêu thương mà thôi. Chính vì thế, hãy sống bình an, sống hạnh phúc cho chính bản thân mình. Đừng là con rối để mà người khác khen thì mình vui, chê thì mình buồn, và cứ phải gồng lưng lên cõng trên vai rất rất nhiều áp lực mệt mỏi và đi hết cả cái cuộc đời này mình vẫn không được là mình. Khi chúng ta sống đời sống độc thân, tức là trong sự luân hồi, chúng ta đã không còn tạo tác nhân ái dục và mọi thứ đến đây dừng lại và kết thúc, nó không còn nảy sinh thêm nữa. Và khi chúng ta thoát ra khỏi cái luân hồi, cái xoay vòng của nhân ái dục đó, thì tức là 50% đời tu của chúng ta đã thành tựu rồi. Nhu cầu quá lớn về tình cảm là một trong những cái thuộc về hỷ lạc của tham, mà không có mấy ai sáng suốt để nhận ra được điều đó, trừ khi những người đã có một cái đoạn đường dài tu tập ở trong những cái kiếp trước thì mới kiếp này mới kiểm soát được và chấm dứt được những cái nhân về tình như thế. Và Khoa nghĩ rằng thời gian như lá trên cây, chúng ta sống thêm một ngày cũng đồng nghĩa là mất đi một ngày, lá nó rơi xuống và những chiếc lá đó cứ dần dần rớt dần và vãn đi. Chính vì thế mà thời gian thực ra rất là ngắn. Hãy sống trọn vẹn từng giờ từng phút với từng nhân viên chúng ta gặp, và dù đi đâu làm gì như thế nào, hãy luôn mỉm cười hạnh phúc vì mình được là chính mình. Và quan trọng nữa, hãy dành để mà gieo duyên của mình, có duyên với Phật Pháp nhiều hơn. Và khi có duyên với Phật Pháp rồi thì hãy dành thời gian để mà tìm hiểu, để trải nghiệm và để có được cái sự thông tuệ từ Phật Pháp soi đường cho mình đi giữa cuộc đời này bình an từ trong nội tại mình, và lan tỏa hạnh phúc, cái sự hiểu và thương tới những người chúng ta có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này. Thực sự thì không phải ai cũng dễ dàng được làm người, và để làm người cũng là một cuộc chiến đấu vô cùng gian nan. Về tâm linh thì là câu chuyện về con rùa mù dưới đáy đại dương 3.000 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Và trong lần nổi lên đó, trên mặt biển có một thanh gỗ trôi ngang, trên thanh gỗ có một cái lỗ nhỏ, và con rùa trong cái khoảnh khắc nổi lên đó đưa được đầu vào đó thì nó mới được làm người. Như vậy, cơ hội để con rùa đưa được đầu vào đó khó gấp trăm gấp nghìn lần, và cơ hội để mỗi chúng ta được làm người cũng khó hơn như thế rất 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 nhiều lần. Chính vì thế, hãy trân quý sự có mặt của chúng ta. Theo phân tích của khoa học thì mỗi một lần mà người ta thụ thai và một lần phóng tinh ra như thế thì có khoảng 300 triệu tinh trùng được phóng ra, và chúng sẽ phải bơi qua một cái bể axit tương đương với một người phải bơi qua cái 7 km bể bơi này. Và khi mà bơi đến rồi thì có khoảng 500 con sẽ còn sống sót, và 500 con đó thì sẽ bơi đến với vòi trứng, thì vòi trứng có hai bên thì sẽ có 250 con ngược đường, sai đường, và 250 con đi đúng đường. Và 250 con đó thì để mà cũng phải chiến đấu, cũng phải cố gắng thật khỏe, thật nhanh, thì có duy nhất một con vào được đến với trứng để mà thụ thai. Như vậy rằng để có một người ra đời
từ tinh cha huyết mẹ trên thế gian này thực sự là một cuộc chiến đấu vĩ đại vô cùng. Nên hãy trân quý cơ hội được làm người. Sinh ra như thế nào, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, lành lặn hay tật nguyền không quan trọng, mà quyết định chúng ta chọn cách sống như thế nào. Chính vì thế mà hãy chọn sống thật an vui, thật thảnh thơi. Bộ não của mình nó như vị tướng, tay chân tế bào là quân. Và tướng ra trận phải lạc quan, dạo dực, có niềm tin, có khí thế. Thì quân cũng sẽ có khí thế để sinh ra sức mạnh, đánh thắng kẻ thù, vượt qua mọi thứ và nhìn thấy nhiều cơ hội xung quanh chúng ta hơn. Nhưng là tướng mệt mỏi, bi quan, chán nản thì quân, cả cơ thể mình cũng rệu rã, chỉ có năng lượng mệt mỏi, rệu rã mà thôi. Và cái năng lượng đó nó như cái bể nước, nó nhấn chìm mình, như con sâu, nó ăn mòn mất thời gian, trí tuệ của mình. Mình không nhìn thấy những điều tích cực xung quanh, không thể giải quyết xử lý những vấn đề mà chúng ta đối gặp hàng ngày. Chính vì thế mà hãy luôn luôn nuôi dưỡng vị tướng của mình bằng năng lượng tích cực, bằng việc nghe, xem, đọc những thứ tích cực, gần những người tích cực và nghĩ tích cực. Khi mà mình giữ trong lòng mình một ngọn lửa thì mình là người bị bỏng đầu tiên, sau đó đến người thân, người thương xung quanh mình và những người giao tiếp với mình hàng ngày. Nhưng khi mình giữ trong lòng mình một ngọn gió mát lành, một dòng suối mát lành, thì bản thân mình là hưởng sự mát lành đấy đầu tiên, sau đó đến những người xung quanh, người thương. Tha thứ thì thư thái, mình tha thứ cho người khác không phải họ xứng đáng, và bản thân mình, cơ thể mình, cái nhịp sống, cái đời sống của mình xứng đáng được tha thứ, xứng đáng được hưởng sự bình an. Hãy thở cho thảnh thơi, thở cho an vui, thở cho không khí kiếp người còn duyên.